Xin kính chào các bạn đã với Kinh tế Trabi nha. Thì trước màn hình của bạn đây là một cái microphone dùng để karaoke của mình nha. Đây, microphone này có tên là Ariran đó, hãng là BG9.1. Thì tại sao mình đã làm video về cái microphone này? Thì mình đã tìm được cái chức năng mới của microphone. Thay vì là dùng nó để ghi âm, thu âm hoặc là dùng để hát karaoke, thì chức năng thứ hai của nó chính là một cái loa. Đây, loa. Thì loa phát từ điện thoại hoặc máy tính lên cái mic này nha. Thì âm thanh nó sẽ phát ra từ cái đầu này, chính luôn cái đầu của mic. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đầu thử nghiệm nha. Thì hiện tại mình đang nói chuyện trên với các bạn đang nghe là qua một cái mic của tai nghe điện thoại nha. Rồi bây giờ mình đi thử liền luôn. Rồi thì mình sẽ sử dụng cái cáp. Cáp này là cáp 3.5 với XLR nha, dùng để kết nối giữa mic và trên máy tính nha. Đây, 3.5 XLR. Thì cáp này mình sẽ gắn, cái đầu này mình sẽ gắn vào trong cái mic nha. Rồi, còn cái đầu này mình sẽ gắn vào trong cái phần tai nghe của máy tính. Thì lập tức cái máy tính sẽ nhận diện ra là cái thiết lập kết nối. Thì ở đây mình sẽ chọn là phần headphone nha. Rồi bây giờ mình đi kiểm chứng, mình sẽ mở một cái video nào đó trên kênh của mình để cho các bạn nghe thử nha. Đây mình sẽ mở cái đây video phá hoa nha, mình sẽ mở volume, max volume luôn đó, mình sẽ để lấy vòng lặp. Rồi bây giờ mình sẽ để mic đây. Rồi bây giờ mình sẽ để bật on lên. Rồi mình sẽ để cái mic của ta nghe gần lại cái mic này cho các bạn nghe đó. Thì các bạn cũng có thể nghe được tiếng từ trong cái máy tính mình phát ra cái âm thanh của microphone nha. Thật khá là thú vị. Rồi thì mic mình cũng đã có cái chức năng là phát cái âm thanh từ điện thoại hoặc máy tính lên cái mic này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn nút like nếu video này thú vị và ấn đăng ký kênh mình để ủng hộ của mình nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha.